Xin chào tất cả mọi người, mình là Minh Tịnh. Hôm nay Minh Tịnh vừa có một quyết định rất là quan trọng, đó là bắt đầu từ bây giờ Minh Tịnh sẽ bắt đầu chia sẻ và phổ cập những cái kiến thức về tâm linh mà trước giờ Minh Tịnh chỉ dùng để dạy trong những cái lớp học thiền năng lượng đó. Những ai học lớp thiền năng lượng thì mới được học và được biết về những kiến thức này. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì Minh Tịnh nhận được thông điệp từ các đấng bề trên là phổ cập ra những kiến thức này để giúp cho bạn đang xem video này và nhiều người cùng biết được những cái kiến thức đó để thay đổi được cái tâm thức của mình, thay đổi được tư duy của mình, từ đó sẽ thay đổi được cái cuộc sống và sống một cuộc đời ý nghĩa nhằm phục vụ được cho cái hạnh phúc của bản thân mình và hạnh phúc của mọi người xung quanh của bạn đó. Thì khi quyết định cái quyết định này thì mình tình cảm thấy rất là đắn đo suốt một thời gian dài, cho đến khi mà thông điệp xuống quá nhiều, quá mạnh, thôi thúc Minh Tịnh từ bên trong và cả bên ngoài, tất cả rất là nhiều dấu hiệu để bắt buộc Minh Tịnh phải thực hiện cái việc làm này. Đó. Cho nên là hôm nay Minh Tịnh sẽ làm video đầu tiên để tâm sự với mọi người về cái con đường sắp tới của Minh Tịnh, để mọi người có thể hiểu và đồng thời có thể nắm được thông tin để có thể tiện theo dõi những cái video sắp tới. Trong cái chuỗi cái video sắp tới thì Minh Tịnh sẽ tập trung chủ yếu nói về cái vấn đề tâm linh. Mỗi video thì sẽ tập trung chủ yếu nói về một cái vấn đề và đào sâu, đi thật là sâu về nó để mọi người có thể nắm được và hiểu thật là sâu về cái vấn đề đó, về những cái mà hồi trước giờ mọi người có thể là biết rồi nhưng mà chưa sâu, hoặc là chưa biết bây giờ thì biết, hoặc là đang hiểu sai và bây giờ sẽ biết về cái kiến thức nó đúng, cái kiến thức về con đường chính đạo, về con đường chính đi đến cái sự gọi là đi trở về nguồn, trở về với ánh sáng, hoặc là trở về với giác ngộ, bất kể một cái từ nào chúng ta có thể gọi được. Cái tiếp theo là ngoài trừ những video nói về tâm linh thì có thể mình sẽ làm thêm một số video để giải đáp những cái thắc mắc của mọi người. Mọi người khi mà xem những video của Minh Tịnh mà cảm thấy không hiểu chỗ nào, hoặc là muốn được giải thích sâu hơn về khía cạnh nào trong một cái vấn đề nào đó, thì có thể comment xuống phía dưới. Nếu như cái vấn đề đó mà có nhiều người có cùng sự quan tâm, nhiều người cũng thắc mắc như vậy, thì Minh Tịnh sẽ dành thời gian để làm ra những cái video chuyên sâu về những cái thắc mắc của các bạn để giải đáp cho cùng tất cả mọi người cùng được biết. Ngoài những cái đó ra nữa thì vẫn còn những cái vấn đề trong cuộc sống khác, ngoài cái phạm trù về huyền học, về tâm linh, về cõi vô hình, thì Minh Tịnh luôn luôn nghĩ, trong cuộc sống của mình luôn luôn nghĩ rằng làm cách nào đó để tâm linh nó không còn là một bộ môn mà giống như là huyền học nữa. Minh Tịnh muốn chuyển tải nó, áp dụng những cái kiến thức tâm linh vào cái cuộc sống của chính bản thân mình. Và Minh Tịnh sau một thời gian dài tu luyện, tự áp dụng, tự nghiên cứu rồi tìm ra những phương pháp để áp dụng những cái kiến thức đó vào cuộc sống của mình, thì bây giờ Minh Tịnh sẽ chia sẻ lại cho mọi người để mọi người có thể áp dụng những kiến thức ở cõi vô hình, những kiến thức về năng lượng, những kiến thức về các cái quy luật vũ trụ để áp dụng trực tiếp vào cuộc sống của mình, để khi mình hiểu, mình biết, mình có thể áp dụng và thay đổi ngay những cái mà mình đang thấy trước mắt, thay đổi thế giới vô hình để thay đổi được cái thế giới hữu hình ở trước mặt, ở mọi thứ xung quanh mình, từ các mối quan hệ, công việc, cho tới là tâm hồn, cho tới tư duy, suy nghĩ, tình cảm, tất cả mọi thứ. Đó, thì đó là cái con đường đầu tiên để giúp cho mọi người có thể hiểu được về cái con đường tâm linh nó có cái sự liên đới với lại con đường đời nó như thế nào. Bởi vì Minh Tịnh quan điểm rằng tâm linh là phục vụ cho đời và đời là để hỗ trợ cho tâm linh, nghĩa là tâm linh muốn phát triển thì phải thông qua đời, thông qua thân xác này, thông qua cái cõi, thông qua cái cõi trái đất này, cái môi trường tất cả mọi người ăn sinh hoạt với nhau, để tâm linh được có cơ hội trải nghiệm thực tế, được kinh nghiệm chính bản thân nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là tâm linh muốn phát triển thì phải có đời, và đời muốn tốt thì tâm linh phải tốt, tâm linh phải phát triển. Hai cái này luôn đi song hành với nhau. Trước giờ có nhiều người luôn nghĩ rằng đời với tâm linh thì không có liên hệ gì với nhau, là tu hành là phải lên chùa, là phải cạo đầu đi tu, hoặc là phải làm cha hoặc làm sơ. Thực tế thì đó không phải là con đường tu hành duy nhất, đó là con đường tu hành dành cho những người mà muốn
đi chuyên sâu về chỉ tu hành thôi, nghĩa là chỉ đi thiền về đạo. Nhưng ở thời đại này, thời kỳ này thì có một chút thay đổi, đó là không phải tập trung vào cái việc là chỉ đi tu không nữa, bởi vì cái số lượng người mà chỉ đi tu không á, nó chỉ rất là ít, nó chỉ một cái số lượng rất là nhỏ của dân số mà những người có thể đi tu. Tuy nhiên cái phần đa còn lại, khoảng hơn 90% dân số còn lại là những người sống bình thường ở đây, là những người sống hàng ngày ở cõi đời phức tạp này. Vậy thì làm sao để không đi tu mà vẫn có một cái cuộc sống nó hạnh phúc, nó bình an, nó đạt được những cái sự thăng hoa, những cái phúc lạc, những cái bình yên. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là mình muốn điều đó mình bỏ tất cả mọi thứ và mình đi vô chùa hay mình đi vào nhà thờ để mình bỏ tất cả mọi thứ. Bởi vì số lượng người có thể làm được điều đó nó không có thực sự nhiều. Và Minh Tịnh muốn giúp cho mỗi người có duyên biết tới Minh Tịnh có thể áp dụng những kiến thức tâm linh mà Minh Tịnh chia sẻ để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình, để rồi mình tu tại nhà, mình tu tại gia, mình tu trong bất cứ một cái hình thức nào. Tu ở đây mọi người cũng không cần phải hiểu quá chi là cao siêu. Tu ở đây đơn giản chỉ là một cái con đường, một cái đường lối, một cái tư tưởng sống. Nói chung là nó giống như là một phong cách sống, mọi người có thể hiểu đơn giản như vậy thôi. Chứ đừng nghĩ tu là một cái điều gì quá huyền bí hay là quá mê tín. Tu mọi người có thể nắm bắt nó giống như là một phong cách sống. Bởi vì chỉ khi nào chúng ta biến nó thành một phong cách sống thì chúng ta mới sống với nó, chúng ta mới hòa quyện với nó hàng ngày, ăn với nó, ở với nó, ngủ với nó, làm tất cả mọi việc cùng với nó. Giống như kiểu phong cách sống của một người là trẻ trung chẳng hạn, thì mọi người, cái người đó sẽ làm tất cả mọi thứ theo cái phong cách đó, lấy cái đó làm thước đo. Hoặc phong cách sống của một người là tiền bạc thì người đó sẽ lấy cái mọi thứ thước đo trong cuộc đời của họ là tiền bạc để đo. Họ gặp một người này là coi thử người đó có giàu hay là người nghèo, họ mới chơi. Rồi họ làm việc cũng vậy, tất cả mọi thứ đều là thước đo từ tiền. Nếu như họ lấy phong cách sống họ là tiền, có những người lấy phong cách sống là hạnh phúc, thì cái điều gì làm cho họ hạnh phúc thì họ làm. Đây chính là điều mà Minh Tịnh muốn hướng mọi người tới, nghĩa là phong cách sống của mình là phong cách hạnh phúc, phong cách sống hạnh phúc. Và mình làm tất cả mọi thứ, mình tu tập, mình sửa đổi, mình làm nhiều điều để cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc. Bởi vì sao? Cho dù có người muốn nổi tiếng, muốn quyền lực, hay muốn nhiều tiền, hay muốn làm được nhiều điều này kia cho xã hội, thì quy lại nó cũng là để vì cái cảm giác hạnh phúc. Họ làm bất kỳ một điều gì họ cũng mong muốn là họ vui vẻ với nó, họ hạnh phúc sau khi họ làm điều đó. Ví dụ như họ nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc khi họ có tiền, bởi vì khi có tiền họ có thể mua được món đồ họ thích, khi có tiền họ có thể ở được nơi thật là tốt, hoặc khi có tiền họ có thể đi chơi này nơi kia, và tất cả những cái kết quả của những việc đó là hạnh phúc. Tuy nhiên hạnh phúc nó không quá cao siêu như vậy, Minh Tịnh sẽ giải thích sâu hơn ở những cái video tiếp theo. Nhưng ở đây mọi người có thể hình dung rằng phong cách sống của Minh Tịnh mà muốn giúp cho mọi người hướng đến là phong cách sống hạnh phúc. Hạnh phúc không cần phải đạt được điều này điều kia mới hạnh phúc, mà hạnh phúc thông qua cái việc mình tu tập, thông qua việc mình rèn luyện bản thân mình, mình đi con đường chính đạo, mình đi cái con đường những cái điều mình làm, những điều đúng đắn, thực hành những điều đúng đắn, để rồi cuộc sống của mình sẽ luôn luôn có những cái điều đúng đắn, gặp những người mà họ sống đúng đắn và mình làm những công việc đúng đắn. Đó là cái điều mà Nhân Tịnh sẽ muốn đi sâu vào cái thời gian sau này. Còn trước hết những cái video đầu tiên thì cũng tùy duyên, Nhân Tịnh có thể chia sẻ về cái những cái sự thật về trong cõi tâm linh trước, hoặc là chia sẻ về những cái hiện tượng, về những cái phong tục tập quán, về những cái điều mê tín dị đoan, làm rõ nó hơn theo một cái cách khoa học hơn, để mọi người có thể nắm được cái vấn đề ở một cái cạnh khoa học. Thông qua cái video này thì Minh Tịnh muốn chia sẻ với bạn một cái thông điệp như vậy. Và nếu như bạn muốn theo dõi những video tiếp theo thì bạn có thể bấm nút subscribe, nút đăng ký ở dưới. Và sắp tới Minh Tịnh, khi Minh Tịnh post lên những video mới, bạn có thể nhận được những thông báo để rồi có thể vào xem và có thể rèn luyện theo những cái phương pháp trong những cái video sắp tới. Lời cuối thì Minh Tịnh muốn nhắn nhủ tới bạn rằng là chúng ta đã có duyên gặp nhau, chúng ta đã có duyên xem cái video này. Vậy nên là cho dù là bạn là ai, cho dù bạn hiện tại đang như thế nào, thì Minh Tịnh cũng muốn chúc cho bạn rằng
bạn sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và có một cái tâm trí sáng suốt, có một cái tinh thần an lạc để mình sống một cuộc đời ý nghĩa. Còn nếu như bạn thích những cái nội dung mà Minh Tịnh chia sẻ thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong những cái video tiếp theo để Minh Tịnh có thể giúp cho bạn trên con đường tâm linh chính đạo. Nhưng mà những cái điều này hoàn toàn miễn phí, Minh Tịnh làm những điều này hoàn toàn là phi vụ lợi. Minh Tịnh chỉ muốn chia sẻ tất cả những cái gì mà bản thân mình đã trải nghiệm, đã thực hành, đã rèn luyện được để giúp cho bạn cũng phát triển bản thân mỗi ngày theo cái cách mà bạn mong muốn. Rồi, video này Minh Tịnh chỉ có muốn truyền tải những cái điều đó thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này. Chào tất cả các bạn.